Xin chào quý bà con, chào các anh chị gần xa. Cảm ơn mọi người đã quay lại xem kênh YouTube của Tâm Phúc nha. Hôm nay thì Phúc sẽ dẫn gia đình mình đi đến thăm một người có hoàn cảnh rất là khó khăn. Phúc nghe nói lại cái chị này, chị bệnh là mấy năm nay rồi, mà đợt rồi đó chưa biết là bệnh gì nha. Nhưng mà đợt rồi là hồi mấy tháng trước đó, là tới tái khám lần đầu tiên đó, là chị không có tiền để tái khám. Chị đòi tự vận luôn, thấy vậy người cháu ở kế bên đó là mới đi qua năn nỉ và quyên góp ở xóm lại để cho có số tiền để tái khám. Mà hôm nay thì đã trễ 2 tháng rồi không có tiền để tái khám nữa. Gia đình cũng rất là cầu mong để có được số tiền để đưa chị đi tái khám. Mà ở xóm bà con lân cận đó ai cũng làm nông, mua gánh bán bưng, thành ra không có khả năng, người ta không giúp được mình nhiều, giúp chút ít thôi. Nhưng mà nghe nói cái bệnh của chị đó, là phải có số tiền nhiều mới đi tái khám được. Bây giờ thì gia đình mình cùng với Phúc đi nha. Hôm nay thì Phúc biết được gia đình chị Tám có một hoàn cảnh rất là khó khăn, cũng đang cần nhờ sự giúp đỡ của các anh chị. Bây giờ thì không đợi lâu nữa, các anh chị hãy cùng với Phúc mình đi xào vấn đề thẳng luôn nha. Hiện tại ở đây là chị Tám nè. Chị Tám này ở quê ở đất Tân Điền. Đây Tân Điền phải không? Đây ấp Tân Phước. Ấp Tân Phước. À, ở đây là ấp Tân Phước, xã Dục Thượng. Thì hôm nay thì Phúc đi đến đây thì cũng có mấy dì. Có dì ở đây, dì Năm, dì Sáu và dì Út, dì Út Xuân. À, thì hồi nãy ở đây thì chị bây giờ thôi em đi thẳng vấn đề luôn đi ha. À, chị ở đây ta thường kêu mình bằng cái gì? Cái tên gì cho đây ta biết á? Tên Lùng. Tên Lùng, chị Tám Lùng ở Tân Phước. Ví dụ mà bà con ta muốn đến thăm thì ta phải đi tới đây ta hỏi sao ta biết cho gia đình mình phải ghé vào thăm nè. Hỏi gia đình Quỳnh Văn Trọng. Dạ. Gia đình Quỳnh Văn Trọng đúng không? Dạ. Trọng là tên ai? Tên ông xã. À, ông xã, ông Trọng là thứ mấy? Thứ 8. Thứ 8 à? Cũng cũng thứ 8 luôn. Dạ. Tám Trọng. Ừ, rồi chị ở đây chung với ai? Chồng cũng gắn gắn nó biết là cho nói lên nó thông được. Chồng với chồng với con. Dạ. Dạ, anh hai với con với chồng. Dạ, chị được mấy người con? Hai con. Dạ. Rồi con trai con gái có đủ không chị? Trai gái có đủ, mà dạ. Gái thì có chồng về bên chồng. Dạ. Rồi. Cũng ổn định không? Cũng nghèo. Dạ, cũng nghèo ha. Dạ. Rồi bây giờ có được mấy người con rồi? Cháu được mấy người cháu ngoại rồi? Được đứa cháu ngoại. Dạ, được đứa cháu ngoại. Vậy là người kế là trai hay gái? Thằng thứ ba thì con trai. Thứ ba là trai hả? Dạ. Còn người trai nó có gia đình chưa? Chưa, mà nó cũng bệnh quá. Chưa cũng bệnh luôn. Dạ. Thôi chị đừng cảm động. Em đến đây thì một đó là thăm sức khỏe, chúc sức khỏe chị gia đình ha. Thì hai nữa em cũng rất hy vọng rằng là những anh chị em mà xem trên kênh YouTube của em á và trên mạng cộng đồng đó hiểu được hoàn cảnh của chị. Đành rằng mình chưa có chia sẻ. Nhưng mà em thấy hoàn cảnh của chị là dạng khổ rồi đó. Có cái khăn giấy gì không? Mà sao cái khăn này ấy gì? Có miếng khăn giấy nào rồi. Rồi bây giờ thì thôi. Cái gì đến nó cũng đến ha. Bây giờ mình phải cần nghị lực lên, mình vui vẻ lên ha. Rồi mình sẽ còn với con nhớ là chưa có cháu nội hả? Chưa. À vậy ha. Bà chị ở đây thì với một người con trai và với chồng là ông xã chị. Rồi hai người có ai đi làm gì không? Làm cũng bất bên. Dạ, làm cũng bất bên. Dạ, vì cái công việc mà của ảnh đi làm thường là làm gì? Cũng làm mướn cho người ta hàng ngày. Làm mướn hả? Rồi mà con trai đi làm gì? Con trai cũng làm mướn luôn. Con trai cũng làm mướn luôn. Dạ. Mướn đi làm mướn rồi làm bằng có nghề không hay là ai mướn gì làm nấy? Ai mướn gì làm nấy chứ không có nghề. Lao công ha. Dạ. Lao công. Rồi nếu mà hai người đi làm hết rồi ai chăm chị? Thay đổi nhau. À, em hiểu rồi. Tức nghĩa là hai người ở chung, chị ở chung hai người. Dạ. Thằng con và ông xã. Nếu mà một người đi làm thì phải người ở lại chăm chị. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cho Phúc biết luôn. Dạ, anh chị em trên mạng biết luôn là chị hiện tại mình, bác sĩ mình nói mình bệnh gì? Bị viêm đa khớp với tiểu đường. Viêm đa khớp, tiểu đường. Dạ, mà bây giờ em đi không có được. À đúng rồi, viêm khớp đâu đi được. Dạ. Rồi chị có đi bệnh viện nào khám chưa? Có đi nhập viện mà người ta kêu đi nhập viện nữa mà không có tiền. À tất nhiên là chị đi nhập viện về rồi. Dạ. Rồi bác sĩ đưa thuốc uống rồi mà mình tái khám mình không có tiền đi nữa. Dạ. Dạ.
rồi thấy cuộc sống chị em cũng cảm thông, nhưng mà một mình em thì không có thể mà giúp chị tội nguyện được. Em hy vọng rằng cái video này đăng lên thì các anh chị em gần xa sẽ xem, sẽ cùng đồng cảnh với em để giúp chị để tội nguyện. Chị có một cần một số tiền để đi bệnh viện đúng không? Dạ. Dạ, rồi giờ mình bệnh này bao lâu? Nãy em quên hỏi chị bao lâu rồi? Bệnh cũng năm ngoài. Bệnh viện mới 2 tháng nay. Mình về 2 tháng nay mình chưa đi nữa? Dạ, không có tiền đi nữa. Không có tiền đi. Đúng rồi, đi làm anh chị, anh thì đi làm, chị nằm đây anh thì chăm. Dạ. Có một người đi, một con trâu mà cài mà 2-3 người ăn, 2 miệng ăn sao mà có dư được. Dạ. Rồi, bây giờ rồi thuốc men vẫn còn uống vậy đó hả? Dạ. Rồi mình hết thuốc mình ra tiệm thuốc Tây mua hay là mình đi lãnh thuốc? À, đi dạ, đi lãnh thuốc được hả? Dạ. Ủa mình không đi bệnh, không đi tái khám sao mình đi lãnh thuốc được? Vì có cái to của bác sĩ đó, mình đi ra mình mua. À, mình chỉ đi ra ngoài, vì mình đi ra ngoài mua. Dạ. À, chứ không đi bệnh viện được, đúng rồi. Bởi vì mua nhân. Em không có đi tới lui được. Dạ. Rồi hàng ngoài sinh hoạt là ai sinh hoạt tiếp chị? Ví dụ tắm rửa, thay đồ, thay ga, thay mền này nè. Ông xã. Anh xã ha. Ừ. Dạ. Rồi, ok, anh chị thấy không? Chị nằm ở đây đó là dạ, mà để phút quay lại cho các anh chị xem nè. Đó, hiện tại thì chân của chị đã bị như nè, cái này nó chị gắn cái cầm cái mít này giùm em nè. Chị nói chuyện cho nó thâu chút. Cái chân này sao nó bị sao vậy? Cái chân nó bị dịch, nó bị mổ. À dạ, bị mổ là dạ. À nó bị dịch. Dạ. Dịch trong này mổ lấy dịch ra. Dạ. À em tưởng là lúc mổ lúc dịch. Có. Rồi bây giờ teo hai chân vậy đó hả? Dạ, teo hai chân. Tiểu đường đó nó teo cơ lắm. Dạ. Ừ. Rồi biến chứng tùm lum la chân mà chị khổ quá. Rồi anh đây là ông xã chị hả? Dạ. Dạ. Rồi em cũng xin phép lấy ghi hình lại chút xíu, anh có đồng ý là để em đăng cái video lên cho anh chị em cộng đồng xem, mà để người ta có một phần nào đó người ta giúp đỡ cho mình được không anh? À vậy ha. Rồi anh hồi nãy em có hỏi chị rồi, anh cũng đi làm, mà thường thường thì mình đi làm công việc gì anh? Okay. Em cũng đi làm hộ, làm mướn gì ta, thay phiên trong gia đình chăm sóc. Tại nó nhỏ đó. Dạ. Vậy hả? Đi làm hồ. Rồi bữa nào không có hồ thì mình đi làm. Đi dân câu bắt ốc thôi. À, vẫn đi dân câu bắt ốc ha. Đi làm cỏ, đi làm làm ruộng đó ha. Dạ. Ừ, ở đây sống là ruộng. Rồi mình làm vậy ngày được nhiêu anh? Ngày có 200 mấy à. Ngày 200 mấy à. Mình phải ăn cơm mình đúng không? Ăn cơm mình nữa. Xách cơm theo. Ừ. Bởi vì mà đâu phải là nếu 200 mấy phải ngày nào có hết cũng được. Rồi, bữa có bữa không. Đúng rồi, thì bởi là cái quan trọng là cái là bữa có bữa không đó. Ừ. Khổ vậy đó. Vậy bữa nay anh không có đi làm hả? Không. Dạ. Đi sáng chở vợ đi chăm cứu rồi đó vậy đó. Chở đi chăm cứu ha. Ừ. Cho nó nhức. Trời ơi, đây anh chị em thấy không, nhà thì chị thấy cái máy đẹp vậy đó, chứ thật sự thì đây để phút đi đây, em xin phép đi một vòng ha. Dạ nè, đó đây ở ngoài lá te tu ở trên nè, sinh hoạt thì trên cái miếng này vậy đó. Với anh chị thấy thì ở ngoài mình thấy vô thấy lành lặn lắm, nhưng mà vô tới đây rồi thấy thật là khổ anh chị ơi. Đây nè, đó ở dưới này thì còn chủng như vậy nè. Đó, sinh hoạt cái nhà tắm mà sinh hoạt cái nhà tắm gì đó. Đó chị thấy không? Nè, để phút đi thẳng cho luôn cho các anh chị xem. Đó. Đây là khổ thật đó luôn á. Cái chương trình này cái gia đình này phút thấy khổ thật á. Không phải là chỉ nghe lời nói đâu. Tại vì nghe nói hổng dài rồi mà không có dịp để đi. Ước của anh á, bây giờ là mơ ước gì nè, ví dụ mơ ước bữa cơm ngon, hay là mơ ước được một cái con cá nào ngon để làm cho vợ ăn, hay là mơ ước được có một công việc nào để mà có đồng tiền thu nhập nhiều hơn, hay là mơ ước nào cao hơn nữa đó. Mơ ước duy nhất của anh là hiện tại là gì nè, anh nói em nghe coi. Mơ ước được có tiền đang trị bệnh cho vợ. À, tức là anh cái mơ ước lớn nhất của anh là bây giờ là có số tiền để đưa chị đi tái khám, để trị bệnh cho vợ. Cho nó đi được, cho nó khỏe. Thì những là phải cho nó hết bệnh, chỉ hết bệnh chị mới đi được. Đi được thì anh cũng đi làm được đúng không? Đúng rồi. Như với hai nữa là chị đã nằm ở đây là mấy năm rồi? Mấy năm anh? Một năm mấy nay là công việc trong ngoài chị anh hết. Mình ở đó. Đúng rồi.
bởi vì đó là cái niềm mơ ước, cái đó là sự thật nhất ha. Thì em cũng rất mong rằng là anh, cái ước mơ của anh sẽ thành sự thật, nhưng mà được như vậy thì chắc cũng phải nhờ đến cộng đồng và đến anh chị. Vậy anh có lời nào nói với cộng đồng không? Anh nói cũng trước nhất tôi xin cảm ơn chị em cộng đồng giúp cho tôi được có khả năng chở vợ tôi đi bệnh viện. Mình ngày thường đó thì mình cũng có ăn các những món ăn mà mình thèm mà mình không được ăn, thí dụ như là cá kho hay canh chua gì đó, những cái đó thì nó hơi xa vời mình quá, đúng không? Dạ. Là lý do là mình không có tiền để mình mua. Dạ. Chồng con mà đâu có đủ tiền. Đúng rồi, bởi vì anh làm, anh đi làm bữa nào cái gì có câu được con cá lớn con đi bán chứ đâu có để mà để ăn. Ăn đúng rồi đó, em biết tâm lý của người nông dân mình là vậy đó. Thường thường có những cái gì ngon đắt giá chút hơn này có giá đến bán một cái khác ăn. Thành ra gia đình mình không có đủ khả năng ăn gần cái món sản phẩm mình làm ra mà mình không dám ăn vậy đó. Rồi bây giờ thèm nhất là nãy em nghe nói là thịt kho rượu đúng không? Rồi lần sau Phúc sẽ quay lại tặng cho chị một nồi thịt kho rượu. Dạ, cảm tặng ơn. Những mà sách dừa vô tặng cho chị kho luôn. Ở nhà cảm có ơn. Ai làm được không? Có ông xã. Vậy hả? Anh cũng nhà bếp được luôn. Dạ, đúng ổng nội trợ hết. Đúng rồi, anh chăm nuôi mà. Anh chăm lo cho chị mà anh không biết làm đó thì thua rồi. Nội trợ hết. Dạ, nhưng mà nhớ là chị than ấy, nãy chị nói em một ngày ăn có được nửa chén cơm. Dạ. Nhưng mà nhớ lần sau vô có nồi thịt kho rượu là ăn hai chén luôn. Ăn hai chén ha. Em ở ăn cơm chung gia đình luôn nha. Chị nhớ nha. Nhớ. Lần sau ăn đủ hai chén không về đó. Dạ, rồi thôi giờ em xin quay. Em xin quay giúp quay. Đỡ về con mà ăn. Dạ, thôi mình bây giờ em chỉ yêu cầu cái video này đăng lên các anh chị gần xa đó đồng cảnh với em mà để chia sẻ một chút nào đó cho chị. Dạ. Để chị một là có tiền để đi tái khám để lấy thuốc uống, tại vì mình cái bệnh này mình không để qua hết thuốc được, đúng không? Bác sĩ dặn có một tháng thôi mà giờ mình hai tháng mình chưa có tiền đi tái khám. Rồi bây giờ em hai sẽ... tháng gì ba tháng chứ có tiền đi tái khám. Chị Tám ơi, hồi nãy Phúc có hứa với chị là lần sau Phúc sẽ quay lại mà là sẽ đáp ứng cho chị mơ ước thành hiện thực. Tiếng này chị mơ ước được có nồi thịt kho rượu phải không? Thì nãy Phúc có hứa rồi lần sau, nhưng mà thôi ở đây đi chung, tại hôm nay đi luôn á thì có mấy gì đó. Người ta thấy thôi nói Phúc mà mày hứa lâu quá, người ta đang thèm ăn mà hứa biết khi nào quay lại. Thôi mấy gì xuất tiền ra trước là tặng chị lồi thịt kho. Dạ, cảm ơn mấy gì. Cho Tám tiền để mua đồ ăn. Đó, ở đây là có người cháu. Này có người cháu nè. Cháu này là em cũng ở gần đây hả? Dạ, ở gần. Thấy cô bác bệnh cũng khổ. Cô ruột, cô ruột. Dạ, cô chồng. Cô chồng ha. Dạ, cũng tới lui lâu lâu cái ấy là có gì ăn cho cô chút định. Đúng rồi. Ấn gàng ở đây là bên chồng đó. Nhưng mà cái tình người không có bên chồng bên vợ gì chứ ha. Là thấy ai khổ là mình giúp à. Dạ. Dạ. Nằm chỗ thấy đồng nghiệp của. Dạ, em quê em ở đâu lận? Dạ, ở Gò Đất. Ở Gò Đất thì cũng gần đây hả? Dạ, Gò Đất ở xuống đường Minh Lương, vì cũng như có chồng về đây á. Em có chồng về đây bao lâu rồi? Dạ, có chồng cũng nhiều năm rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi, em được mấy cháu rồi? Dạ, được bốn cháu rồi. Dạ, rồi ông xã đi làm gì? Dạ, ông xã nuôi dịch. Ông xã nuôi dịch ha. Ý vậy là có hộp dịch rồi, chút nó qua tặng cô. Dạ. Tám ha. Bên đây là người ta nuôi dịch là lò dịch rồi. Vậy là mình khỏi lo hộp dịch rồi đó. Bây giờ chỉ lo có thịt heo với dừa thôi. Gửi với nhu yếu phẩm đây ha. Rồi, bây giờ thì anh cũng cảm ơn em là em vừa cháu mà vừa tình làng nghĩa xóm. Ha, tối lửa tắt đèn. Rồi em có thỉnh thoảng là em đến đây gần hơn tụi anh, ra nó xa ít lợi. Thì coi như của ít lòng nhiều, anh cũng cảm ơn em rất nhiều nha. Không biết là cái nhiệm vụ của em là cháu hay là tình làng nghĩa xóm gì, nhưng mà anh thấy cái đồng tình với anh là anh thấy anh vui rồi ha. Rồi anh em tên gì có thể cho anh biết luôn được không? Dạ em tên Loan. Em tên Loan, năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 40 tuổi. Gần 40 tuổi ha. Dạ. 39 tuổi ha. Vậy là nhỏ hơn anh có ít xíu à. Rồi nói giỡn vậy thôi, cái này chắc không để vô đâu. Rồi thôi giờ nhớ nha. Chiếc chiếu là cháu cho tiền mua
Hả, cháu cho tiền mua hả? Trời ơi, đứt ruột luôn rồi. Cháu cho tiền mua cái này, cháu hồi nãy cho không? Rồi vậy ha. Trời ơi, bữa nay nè, bữa nay hên lại vừa có chiếu vừa có thịt kho nữa, chắc mai phúc lợi nữa. Rồi rồi thôi, thấy thấy Tám nở nụ cười nè, thấy chị Tám nở nụ cười là em vui rồi ha. Nhớ nha, em dặn nha, có ăn có giật mới thực được đạo ha, gán ăn nhiều ha. Rồi về em vậy ha. Em cho em xin một số thông tin cần thiết ha, thí dụ các anh chị ở xa mà người ta xem được cái video của em á, người ta muốn ủng hộ cho gia đình mình, mà người ta muốn thí dụ ta chuyển tiền cho mình đi, ta không cái đi đến nơi để nó thăm mình được, thì ta dành dụm một chút buổi ăn sáng nào đó, người ta sẽ gửi cho gia đình mình nhiều nhỏ góp lại thành to để đạt được ước nguyện của anh đưa cho chị đi tái khám. Còn mùa em thấy làm như là con mắt anh bị hư con hả? Hư nhỏ rồi. Ờ vậy ha. Ờ em thấy anh chớp chớp vậy em không để ý nữa. Ờ vậy là anh chỉ có một con mắt thôi. Có một con một. Ờ khổ anh chị thấy không? Lúc đó cũng gia đình nhà dưới cha mẹ nghèo đi mấy suốt bị hụt lúa á. Dạ. Văng vô mắt hư. Còn mình không có tiền đi, bây giờ nó chịu luôn. Phải mang thương tật tới giờ luôn. Thương tật luôn. Mấy chục năm anh? Mấy chục năm? Mấy chục năm này. Ờ vậy ha. Rồi thôi mình trở lại công đề công việc chính đi. Thí dụ mà chị A chị B gì đó, ta muốn ủng hộ cho mình, ta và thôi ta tìm mình, ta thông tin bằng sao anh cho em biết địa chỉ, tên tuổi, số điện thoại không? Anh có số điện thoại không? Có. Rồi anh đọc đi, anh đọc đi. À, số điện thoại 0813 433 335. 0813 433 335. Anh tên gì? Quỳnh Văn Trọng. Quỳnh Văn Trọng. Rồi anh có số tài khoản không? Có. Số tài khoản là cho số điện thoại đó luôn đó. À, số điện thoại luôn ha. À. Nhưng mà của ngân hàng Vietcombank. À, ngân hàng Vietcombank luôn. À. Cũng là anh đứng tên luôn à? Quỳnh gì? Quỳnh Văn Trọng. Quỳnh Văn Trọng đứng tên luôn. À. Của ngân hàng Vietcombank. À, số điện thoại là số hồi nãy anh đọc lại, để em đọc lại cho cổng nghe. 0813 433 335. À, và Quỳnh Văn Trọng, số điện thoại Vietcombank. À, ngân hàng Vietcombank. À vậy ha. Tại biết sao? Tại vì có khi các anh chị ở xa đó, người ta muốn ủng hộ cho mình đó, thì người ta gửi chút ít nào đó, người ta sẽ gửi vào cái số ngân hàng này để cho anh đây anh tự đi nhận. Ha, còn nếu mà có anh chị nào mà Phúc biết á, có gửi qua cho Phúc á, thì Phúc sẽ nhận giùm anh. Rồi để lại những cái câu bình luận ở bên dưới á, là ủng hộ cho riêng cho gia đình chị Tám Lùng. Và anh Tám Trọng không? À, thì Phúc sẽ biết được, chứ Phúc sẽ cái khoản đó là Phúc sẽ đến gia đình, Phúc sẽ trao cho anh chị một lần nữa. Dạ. Yeah. Và bây giờ thì em cũng xin phép là dừng cái video đây, để em còn cái công việc sắp tới nữa. Rồi em hứa là một ngày gần đây em sẽ quay lại để thăm anh chị. Và em đã có hứa với chị rồi, dù ít nhiều gì để em phải lo cho nồi thịt kho. Nồi thịt kho nhiều ha, vô và chị em mình ăn cơm nha. Rồi về em chúc sức khỏe chị ha. Rồi bắt tay mình mạnh em, cái lần sau mình bớt mạnh là em sao yếu siêu vậy. Dạ ha. Rồi vậy là lần sau ha, lần sau Phúc sẽ quay lại sẽ làm ước nguyện của chị sẽ thành hiện thực ha. Rồi bây giờ em chúc sức khỏe chị nha, gán ăn uống nè, ăn nhiều chút, ăn nửa chén nè, ăn không được thì ăn phần tư để ăn hai lần thì nó được ra nửa chén, ăn thêm hai lần nữa thành ra một chén. Rồi em xin chúc khỏe anh Tám nha. Em xin cảm ơn hội đồng cũng như bà con mình. Và nghị lực lên anh Tám nha. Cũng phải gắng lo chứ biết sao. Nghị lực lên. Tại vì cái này cũng là một cái duyên. Vợ chồng mà một cái duyên đó ha. Thôi em cũng chúc cho anh chị được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, quan trọng là được nhiều bà con ủng hộ ha. Rồi xin hẹn anh lại một ngày gần đây nha. Bye bye anh nha. Cảm ơn. Phúc xin cảm ơn quý bà con, anh chị em, bạn bè đã xem đến cuối video. Đừng quên tặng cho Phúc một like và đăng ký. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.